Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chồng tôi là người thiên hạ. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá thú vị. Đó chính là chúng ta đang rất là mong chờ liệu rằng khi mà Thảo xuất hiện trong ngôi nhà của bà Thuận thì Thảo làm những cái gì để khiến cho Ngân phải mất mặt và chia rẽ tình cảm của Ngân và Khanh. Nhưng mà không quý vị ạ, à, người mà chia rẽ tình cảm của vợ chồng, chia rẽ gia đình này không phải là Thảo mà chính là Duyên, cô gái giúp việc của chúng ta. Và câu chuyện sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Chồng tôi là người thiên hạ, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Chỉ đến 8 giờ sáng hôm sau, khi nắng đã lên cao đầu thì Ngân mới tỉnh dậy. Đúng là nằm ở nhà mình, khác hẳn với bên nhà đấy. Cảm giác thật là thoải mái, rộng rãi Chả có như cái giường đắt tiền Mà không gian làm sao Cô bước xuống cầu thang Đã nghe mùi phở thơm phức rồi Món tủ này chắc chắn là của mẹ cô đây mà Bà tuy bận rộn Cả ở cơ quan lẫn ở nhà Nhưng lúc nào bà cũng tranh thủ sắp xếp chu toàn Chẳng giống như ai kia Suốt ngày bảo đàn bà phải hậu phương này Nhưng không bao giờ thò tay vào bếp Mẹ, mẹ nấu gì ngon thế này để con thử một tí xem nào Nghe giọng nói của con gái Bà Việt vội vàng quay lại Cả đêm qua bà lo lắng cho con gái Nào có chợp mắt được đâu Thấy con tươi tỉnh hơn Thì bà mừng lắm Bà lên tiếng hỏi han Con có đau chỗ nào không Có nhức chỗ nào không Thì bảo với mẹ Mẹ đưa con đi kiểm tra Cái quần khốn nạn ấy đánh con có đúng không Mẹ sẽ giết chúng nó bà việt tức tối nhìn con gái mà đau xót vô cùng ngân lúc này xua tay không sao đâu mẹ nhà con xích mích là chuyện bình thường ấy mà biết là xích mích là chuyện bình thường nhưng mà con xem con bỏ đi giữa đêm khuya thế này không còn là chuyện bình thường thế chẳng may đêm qua mẹ không ra thì con tính thế nào nếu như thế nhỡ mày chết trước cổng nhà mình thì sao bà việt trách móc ngân Lúc này Ngân lại nhe răng ra cười Cô thắc mắc hỏi lại Sao đêm rồi mẹ biết con ở ngoài Mà mẹ ra à Bình thường nhà mình Có ai ra ngoài mở cổng đó Mẹ nóng ruột từ tối Nói bố mày Thì bố mày cứ bảo rằng là Mẹ lo bỏ trắng răng Lúc đêm ấy, Mẹ khô cổ Mẹ dậy mụ uống nước Thì mẹ thấy Có một chàng xét rất lớn Mẹ mới kéo rèm nhìn ra ngoài thấy xe của mày dựng ở đấy linh cảm của mẹ chắc chắn là có chuyện gì xảy ra thì mẹ mới xuống xem bà việt mắt cứ nhòe đi khi nhớ lại đêm qua thấy con gái ngất trước cửa nhà ngân cụp mắt xuống và thở dài bây giờ cô chẳng biết làm thế nào nữa sáng sớm nay ông thuận bố chồng con đi làm tiện thể ghé qua đây trình bày ông ấy nói con cứ ở đây nghỉ ngơi nếu mai có dỗ thì con tranh thủ về về được thì càng tốt bố nghĩ con nên về bên đấy đi ba mặt một lời cho ổn thỏa bố thấy ông ấy cũng hiền lành ông vừa nói cái gì hiền lành á hiền lành mà con gái mình bị ra thế này à này ông ăn phải cái giống gì mà ông bênh chúng nó thế à hai ông bà lại quay ra cãi nhau làm ngân đã mệt mỏi rồi bây giờ lại càng đau đầu hơn Ngân nói với bố mẹ Bố mẹ Chuyện này để con suy nghĩ thêm Bây giờ nhà mình cứ ăn trước đã Con đói lắm rồi à Ngân nói làng sang chuyện khác Để cắt ngang cuộc tranh luận Hóa ra sáng sớm nay Ông Thuận đã đến đây hỏi thăm cô Đến bây giờ cô mới chắc chắn gia đình đấy Chỉ còn có mỗi mình ông Thuận Là tử tế với cô Còn những kẻ còn lại Kể cả chị Duyên cũng không chắc chắn đang suy nghĩ mông lung Thì bà Việt bưng đến trước mặt con gái Một tô phở còn to hơn cái thau cám lợn Bà Việt nấu ăn ngon lắm Đã bao lâu Chưa được người thấy mùi phở rồi Sống mấy tháng ở nhà chồng Sáng nào cũng chỉ ăn cơm với cá khô Chỉ cần nghĩ tới thôi Cũng đủ ngấy rồi Hít thà mùi thơm của nước phở béo ngậy Ngân cầm đũa lên Cô và mấy đũa thật to Nhớ ngày nào còn ở nhà Được ăn phở mẹ nấu mà thấm thoát cũng lấy chồng được mấy tháng rồi tầm này nghĩ được gì nhiều ăn no xong xuôi rồi có sức mà nghĩ tiếp chứ chả làm gì cũng hết cả buổi sáng ông bà việt hôm nay nghỉ ở nhà để chơi với con gái cũng lâu lắm rồi cả gia đình không có ăn cơm chung và nói chuyện cùng nhau lâu lâu hai ông bà vẫn tranh cãi quyết liệt về chuyện nhà chồng của ngân ông thì bảo cô nên sang đấy nói chuyện cho rõ đầu rõ đuôi Chồng con là vấn đề cả đời Không vì một mâu thuẫn Mà cứ như thế cắt đứt được Còn bà Việt Bà thằng thường không cần con sang Cũng chẳng cần làm dâu bố con nào rất Vì bà thương con Ở nhà Ngân có phải làm gì đâu Thậm chí chả có ai nặng nhẹ bao giờ Tuy có tuổi rồi Nhưng mà bà cứ ủng hộ Cái cách sống độc thân của con Cho thoải mái Ngân đi xung quanh nhà mình Để hít thở không khí trong lành dù bố của cô bận Nhưng trong vườn lúc nào cũng được tỉa tót cây lá gọn gàng Ở góc vườn có kê một cái bàn gỗ Cùng với bốn cái ghế nhỏ Một cái xích đu Cho gia đình tụ họp Ngân nhớ ngày bé Cô và thằng Nam hay tranh nhau ngồi xích đu đó Thế mà thấm thoát Bây giờ đã lớn hết rồi Chiếc xích đu ngày nào Bây giờ cũ kỹ Và rêu phong bao trùm Thời gian đúng là trôi qua quá nhanh ông bà việt cùng với thằng nam đi đến thấy ngân đang ngồi trên xích đu gương mặt nghe có vẻ khoan khoái và khỏe lên rất nhiều thằng nam lúc này mới lên tiếng trêu chọc em nhường cho chị cái xích đu đấy không phải khóc nhè ngân cười thằng em của cô bây giờ đã lớn thật rồi bà việt đặt đĩa trái cây còn ông việt thì cầm lấy đĩa bánh cả nhà vừa uống trà vừa nhâm nhi bánh trái chuyện trò vui vẻ cốt là để cho con gái của mình thư giãn tinh thần. Này, ăn xong ấy tí thằng Nam rửa bát đũa. Cái duyên ấy, nó đi từ hôm qua, chắc là không về. Đàn ông đàn an, lớn cốc tướng rồi mà lười như hủi ấy. Bà Việt vừa đưa cho thằng bé cái bánh, đã giao việc cho nó ngay. Nó hơi xị mặt, nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Bà Việt vừa nhắc đến chị Duyên, ngân mới chợt nhớ ra rồi lên tiếng mẹ chị duyên ở trong nhà mình không hợp à chị ấy có làm được việc không ạ không phải là không hợp nhưng mà tính nó rất buồn cười mẹ thực sự là không hiểu được bà việt nhíu lông mày suy tư kể về người giúp việc cũ của nhà thông gia ngân cười cô lên tiếng chị ấy bị dở hơi mà mẹ sao thế mẹ Chị ấy làm gì không vừa lòng mẹ à? Nó mà dở hơi cái gì Nó khôn như dí thì có Còn Duyên ấy lúc con dẫn vào Mẹ đã nghi ngờ rồi Nhìn ánh mắt của nó rất gian Nhưng sợ mày khó nghĩ Nên mẹ không nói Nó làm việc rất tốt Nhưng thái độ như kiểu khó chịu Và không muốn ở nhà mình Nói thẳng ra là kiểu mặt nó đang chống đối Hôm ấy mẹ có gọi nó ra nói chuyện Mẹ hỏi nó là chỗ nào Nhà mình chưa đúng với nó hoặc để cho nó khó xử thì nó cứ nói thẳng ra. Nó ở vài hôm, mẹ đưa cho nó tiền 3 tháng lương rồi. Nó bảo không có cái gì, nhưng mẹ cứ thấy nó có cái gì giấu giếm. Mặt nó thì rất là gian. Ôi dào ơi, mẹ mày lúc nào chẳng nghi ngờ, bố có thấy cái gì đâu. Nó làm rất được việc ấy chứ. Bà Việt đang kể thì ông Việt nhảy vào, mẹ cô liền bĩu môi lên. Này, ông định bảo tôi ghét nên đặt điều cho nó chứ gì thứ nhất tôi không bao giờ đặt điều cho ai thứ hai tôi là một người nhìn người rất chuẩn nó có cái gì nghi ngờ thì tất nhiên tôi phải nói cho con gái của mình nghe chứ à nhắc tôi mới nhớ con duyên này nó có cái hành động biến thái lắm ngân cứ ngồi nghe mẹ cô kể và suy nghĩ không biết bà việt có nhầm hay không nhưng cô tin chắc bà không nhầm Cuối cùng bà Việt chốt hạ một câu. Con xem thế nào thì xem. Chứ mẹ chắc chắn con bé này nó không bình thường đâu. Ngân gật gù, cắn cái bánh mẹ Ngân đưa. Trong đầu cô bây giờ dối như tơ vò. Nhưng cô nhất định sẽ từ từ gỡ rối. Buổi tối hôm đó, chả biết bên nhà bàn bạc tính toán thế nào. Ông Thuận lại dắt khanh sang xin lỗi. Bà Việt thay con gái chửi thử thông ra, chửi đến con rể, không để cho cha con họ nói được câu nào. Tôi nói cho ông anh hay nhá, tôi nhìn anh thì tôi biết, anh là người hiểu chuyện. Nhưng hiểu chuyện mà thấy việc sai trái trong nhà không can thiệp, thì tôi thấy ông anh cũng không được. Con gái tôi từ bé không phải làm cái gì, nhưng nó sang nhà anh, nó vẫn làm tròn bổn phận trách nhiệm của một người con dâu. Thế thì cha con anh muốn cái gì? Con tôi hiền quá, nên nhà anh bắt nạt có đúng không? Bà Việt xìa sói, đập bàn đập ghế đủ thể loại. Hai người đàn ông chỉ biết cúi mặt mà nghe. Bà nói hăng đến độ, thằng Nam đứng đấy xong chầu trực. Chỉ cần bà Việt uống nước một cái là nó phải nhanh tay rót nước tiếp cho mẹ. Để cho mẹ nó không bị ngắt quãng cảm xúc. Cuối cùng bà chốt hạ một câu, nhưng rất ư là khiêu khích và đe dọa. Còn con vợ của ông anh, tôi xin phép được gọi là con ấy. Vì nó quá là mất dạy Ngoài mất dạy ra thì còn vừa ăn cắp vừa la làng Học thì ngắn Nhưng lúc nào cũng văn chương Tôi chúa ghét Ông anh về truyền lời hộ tôi Là cháu Ngân sang bên đấy làm dâu Chứ không phải sang bên đấy để ăn hành Còn muốn chửi thì vác cái mặt sang đây Đối diện với tôi mà chửi Tôi cho chửi Đừng lấy cái vai vế mẹ chồng để ước hiếp con gái tôi Tôi không bao giờ chấp nhận Trả dấu gì ông để có cơ đồ ngày hôm nay. Trước đây tôi đã từng đi mổ lợn thuê, nên cái hạng người nào tôi cũng gặp qua rồi. Còn cái kiểu của vợ ông ấy, tôi nói thật nha, tôi xỉa luôn, tôi chả sợ. Còn cái thằng Khanh, mày phải làm chủ cho vợ mày. Vợ mày có sai thì mày phải nhẹ nhàng giải thích mà khuyên nhủ. Chứ đừng có vung tay lên mà đánh vợ. Như thế là quá hèn. Mẹ nói, không phải vì mẹ bỏ con, nhưng mà con đừng nghe lời mẹ của con quá Đàn ông mình phải có chứng kiến Lời nói là phải có trọng lượng Bà Việt cứ nói đạo lý như thế mãi không nghỉ Bà chả bao giờ than mệt Hai bố con nhà Khanh Chỉ biết ngồi gật gù khúm núm Làm cho Ngân rất buồn cười Tính ra nhà đấy chỉ được cái mồm Chứ gặp mẹ Ngân Thì ai cũng đều tắt điện Sau khi nói chuyện xong xuôi hai cha con ông thuận đi về lúc ra tới cổng ông vẫn quay về để căn dặn ngân này mai nhớ về ăn dỗ con nhá ngân nhìn ông gật đầu còn khanh chỉ nhìn cô một cái rồi lầm lỗi bước đi chắc vừa nghe một bài thuyết trình của mẹ vợ bây giờ trong bụng của ông ấy chắc là đang tức giận lắm cũng may cha con họ không nhắc gì đến chuyện cho cái thảo vào đấy ở chứ không ấy ông bà việt biết được chắc chắn sẽ không bao giờ cho cô sang đấy nói thì nói thế thôi chứ bà Việt không muốn con gái sang đấy chút nào liệu những lời bà vừa nói khanh để vào tai và bảo vệ con gái bà được trong bao lâu biết mẹ đang còn lo lắng ngân mới chấn an bà mẹ thôi để cho con về lại bên đấy dù gì con cũng đi lấy chồng rồi cưới xin đàng hoàng không thể vì chuyện còn con mà bỏ được mẹ Lúc đấy nhà mình cũng mang tiếng Với lại còn sang đấy Còn có vài chuyện con cần điều tra Lúc đấy Con sẽ nói với mẹ sau nhé Nghe con gái nói có lý Nên bà thôi không cản Bà biết Ngân có suy nghĩ riêng của chính mình Hơn ai hết Cô biết phải làm gì và không nên làm gì Người làm mẹ như bà suy cho cùng Chỉ là người ngoài cuộc Bà chẳng thể nào sống thay Luôn con gái của mình được sau khi ăn tối xong ngân đi xe về lại nhà chồng trước khi đi ông bà việt bịn dịn con gái và chẳng muốn rời con bà việt lúc này mới lên tiếng nhắc nhở mẹ cũng biết con vì sợ bố mẹ buồn nên con mới nhẫn nhịn nhưng mà con đừng có lo có chuyện gì con phải vùng lên kể cả bà tai giật tóc móc mắt mẹ chồng con cứ thoải mái vô tư mình là mình sống cho mình không có sợ người đời bàn tán con ạ à. Thấy mẹ mình dậy mà nghe buồn cười Nhưng mà Ngân vẫn gật đầu Công nhận Kể từ khi lấy chồng Cô thành ra hiền bao nhiêu Chưa ngày xưa Nói được dăm câu Là cô đã lao vào đánh người ta rồi Bởi thế mới nói Lấy chồng vào Làm người đàn bà trở nên thay đổi một cách chóng mặt Trên đường đi Ngân rẽ mua vài cân trái cây Bánh kẹo các thứ Dù gì mai cũng là ngày rỗ Ngân không thể quay về tay không được. Ngân đang nghĩ xem lúc gặp bà mẹ chồng quý hóa thì cô nên nói cái gì cho ngầu. Bước vào đến sân, đèn vẫn sáng và tiếng người cười nói trong nhà vẫn huyên náo như thường. Chà, Ngân đi, mà ngôi nhà này vẫn vui vẻ thế kia. Tiếng cười to nhất là của bà Thuận và con Thảo. Đúng là người cùng một ruột. Ngân đầy cửa bước vào thấy ông bà thuận đang ngồi uống trà, duyên đang đấm lưng cho bà thuận và con thảo và khanh đang làm gì trong bếp. con chào cả nhà, con về rồi ạ. À? giọng chào của ngân khiến cho mọi người giật mình, ngó ra cửa nhìn thấy ngân đang đứng đó, vẻ mặt của cô tươi tắn như chẳng có chuyện gì xảy ra. đảo mắt nhìn xung quanh, bà thuận và ông thuận không có biểu cảm gì, chỉ có chị duyên là hơi tái lại tay của chị rụt lại khỏi vai của bà thuận rồi đan vào nhau dày dứt chẳng nhẽ chị ta lại không thấy vui khi cô quay về đấy sao ngân trước mắt nhìn chị duyên một câu hỏi đầy ẩn ý chị duyên thấy em về chị không vui à chị ấy nghe ngân lên tiếng như vậy thì giật mình thêm một cái nữa chị liếc ngang liếc dọc lấp liếm nhưng không trả lời Mẹ Ngân nói đúng. Chị ta không phải bị dở hơi. Ngược lại chị ta còn rất khôn và lanh lợi. Về rồi đấy à. Tôi lại tưởng chị đi luôn. Chị biết. Mẹ chị chửi tôi tới cỡ nào không? Mặt của bà Thuận vội vàng đổi nét. Bà đanh cái giọng hỏi cô. Có vẻ như mấy câu chửi của bà Việt cũng khá là có tác dụng. Ngân thấy bà Thuận đỡ chua hơn rất nhiều rồi đặt trái cây và bánh kẹo lên bàn ngân ngồi xuống bên cạnh khoác tay mẹ chồng đầy tình tứ cô vừa cười vừa nói phân trần con dỗi thì con bỏ đi thế thôi chứ con đi luôn thế nào được hả mẹ với lại con đi mẹ ở nhà cũng buồn mồm chết đấy chứ bà ta nghe cô nói xong thì lườm cô một cái cháy mặt thấy ông thuận ngồi đây bà cũng không cần nhằn nhiều kể ra cô nói đúng Cô đi lấy ai cãi nhau với bà thường xuyên Với một người nói lắm như bà Chả phải cuộc sống này quá nhạt nhẽo sao Ông Thuận thì không nói gì Lâu lâu ngó qua rồi cười mềm Con về chắc ông cũng mừng Người làm cha như ông đâu có muốn Con mình không được hạnh phúc Vì thế mà ông phải dẫn cả con trai của mình Sang để xin lỗi à Nói xong Ngân đi vào trong bếp Khi đi qua chị Duyên cô thấy chị cứ trốn tránh cô rất lạ nhưng cô cứ giả vờ không để tâm nếu bây giờ mà hỏi chắc chắn chị sẽ chối bay chối biến ngân bước vào trong bếp cô muốn xem chồng mình với con thảo đang làm gì trong đó mà tiếng của cô nói to như vậy mà hắn lại không thèm ra để ngó vợ nghĩ mà tức cô đang tính xem có cách nào để tống cổ được con thảo lươn lẹo này đi không ngó qua cửa Ngân thấy Khanh và Thảo đang nặn bánh. Chắc là chuẩn bị cho ngày rỗ ngày mai. Chả biết chúng nó đang nói với nhau cái gì mà say xưa lắm. Ngân dòng tay lên nghe ngóng một lát, thì nghe thấy tiếng con Thảo châm chọc. Anh Khanh lãng tử thế này, mà nhịn vợ giỏi nhỉ. Em thấy chị ấy hầu như ai cũng không ưa. Kể cả bố mẹ chị ấy, cũng chửi chị ấy ghê lắm. Ừ, cũng tính mỗi người ngân nó là người tốt do cái miệng hay nói bậy thôi nói bậy á em nói bậy lúc nào anh chỉ hộ em chỗ em sai xem nào hai người nghe thấy tiếng của ngân thì giật bắn cả mình cùng nhau nhìn ra cửa còn thảo sợ xanh mắt chắc nhau đang nghĩ đã yên tâm tống cổ được cô đi rồi nào ngờ cô lại quay về thấy vợ về khanh chạy ra cửa vẻ mặt lúc này rất thoải mái hớn hở Khanh gãi đầu đáp lời vợ Em về khi nào Sao không bảo anh sang đón Anh tưởng em mấy hôm nữa mới về Sao không ở nhà ngoại Cho thư giãn đầu óc Ngân đang rất tức Khi vừa về đến nhà Đã nghe thấy tiếng chúng nó nói xấu mình Nhưng cô nhìn Cô phải nhìn Không thể mới về được 10 phút Cô lại gây sự thì hỏng hết việc Ngân nhìn chồng âu yếm Bè lại cổ áo cho chồng sau đó thân mật. Em tự về được mà, sợ anh nhiều việc, lại không đón được em. Đang làm bánh cúng đây à? Để em làm cho. Anh vào bếp thế này, mẹ không nói cái gì à? Mẹ hay nói với em, việc bếp núc là việc của đàn bà phụ nữ cơ mà. Chồng cứ để đấy, vợ làm cho. Định cho dằm cầu, tâm trạng của Khanh lại được đưa lên mây xanh. Nghĩ tới, nghĩ lôi, vẫn thấy anh giống như là bà Thuận Nói nặng thì không bao giờ ưa Nhưng chỉ cần dịu dàng vài câu Là mùi lòng ngay tức khắc Ngoài cái thói ra trường Nghe lời mẹ của hắn ra Thì Ngân lại phát hiện ở chồng mình Thêm cái tính hay dỗi hờn Nhưng cũng rất nhanh chóng làm lành Cái đấy là tính tốt Chứ không có gì phải lo lắng cả Nhận lấy cái tạp dề chồng đưa Ngân che luôn vào cổ của mình Khanh kịp ghé vào tai vợ Thì thầm vài câu đường mật và khiêu khích Tối nay đừng có ngủ sớm nhé Lên giường cứ đợi anh Vợ chồng mình đêm nay Ngắm hoa một chút rồi ngủ Ngân cười hi hí, hí gian manh Cái hoa mà Khanh nhắc đến Làm gì có mùi mẽ gì Lại còn vừa xấu vừa thâm Nhưng mà thôi Vợ chồng mà Đang trong giai đoạn hàn gắn Cứ chiều hắn một chút Chả chết ai Khanh đi ra ghế ngồi xuống. Trong bếp lúc này chỉ còn Ngân và Thảo. Nhìn mặt của nó, Ngân hiểu được, chắc chắn, nó đang rất tức giận. Tiến tới chỗ của nó, Ngân im lặng không nói gì. Nhưng chính nó lại là người chủ động, bắt chuyện với cô trước. Về bên đấy một hôm, chắc là chị vui lắm nhỉ? Hai bác có khỏe không? Mày đang sủa cái mẹ gì đấy? Tao chả hiểu cái gì, nhưng mà tao nói cho mày biết tao không đi dễ dàng như vậy đâu tao mà đi để cho con phò như mày đạt được mục đích à chuyện tối hôm ấy chỉ do cái mồm chó nhà mày mà tao phải đi thôi nhưng mà mày yên tâm tao ở lại tao sẽ chơi với mày tao cũng rất thích chơi với mày để xem đứa nào phải cuốn gói ra đi ngân nói như vậy con thảo không nói lại gì Chắc đầu của nó đang nảy số Xem làm gì tiếp theo Nghĩ đến chuyện tối hôm ấy Cô bỏ đi cũng dại thật Chỉ vì xích mích với cái con không đâu Mà vợ chồng lại cãi nhau Như thế chẳng phải Nó hà hê lắm à Càng nghĩ sau này Cô cần phải thận trọng hơn Không được mất bình tĩnh Để cho những kẻ khác Thừa nước đục thả câu Buổi tối hôm đó Khi cả nhà đã lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì có một người lấy cớ đi đánh răng, lại mò xuống khu bếp, tay cầm cái xi lanh để chuẩn bị âm mưu. Không ai khác chính là Ngân. Cô ngày đầu thì trưa mai sẽ cúng chay, tối cúng mặn, rồi sẽ ăn luôn. Cô cầm cái xi lanh được chuẩn bị sẵn. Cô hòa một bát nước muối đặc, rồi cứ như thế dùng xi lanh, bơm hết cái nọ đến cái kia. Dỗ cả năm mới có một lần, lại là vợ cũ, cho nên ông Thuận rất cẩn thận Nếu mai ăn mà mặn lè lưỡi Thế nào cũng có đứa bị ăn chửi Xong xuôi công việc Cô nhanh chân phi tang cái xì lanh nước muối Rồi bước lên phòng Nhẹ nhàng như một con mèo không phát ra tiếng động Nhưng không phải chỉ có cô Mà có một người còn đang thức Ngân đi đến cầu thang Thì nghe thấy có tiếng móc áo kêu len keng ngoài ban công Ngân cứ tưởng rằng chỉ là gió thôi khiến cho nó va vào nhau nhưng không phải mà là chị duyên đang đứng đấy khiến cho nó phát ra tiếng động tuy không to nhưng đủ làm cho ngân phải chú ý thực ra khi bước chân về nhà ngân lại hướng suy nghĩ về chị duyên chắc hẳn chị đang có điều gì bí mật ngân mơ hồ đoán vậy thôi vì thái độ của chị và hành động lạ lùng này khiến cho ngân thêm hoài nghi nép sau bức tường Ngân căng mắt ra để ý từng hành động của chị. Trời tối khiến cuộc rình mò trở nên khó khăn. Ngân không nhìn thấy gì hết. Ngoài ban công, chị Duyên vẫn làm gì mà cứ đứng xoay người vào cây quần áo. Nếu đoán không nhầm, chắc chắn chị ấy đang Bất chợt bầu trời vụt sáng, Ngân ngó đầu ra xem. Hóa ra những đám mây đen che bây giờ đang từ từ tan dần rồi biến mất để lại khung cảnh dưới này rõ ràng tỏ tường hơn. Kể ra khí hậu thay đổi cũng lạ thường thật đấy. Khi mà mấy hôm nay bắt đầu, từ hôm ngân ở nhà, mưa giả dích mãi cho đến ngày hôm nay. Ấy vậy mà trời trăng đã vằng vạc sáng. Thời tiết thay đổi hay là đang có một thế lực vô hình nào đấy, muốn con người nhìn thấu được sự thật. Ánh sáng đủ cho Ngân nhìn thấy chị Duyên nhận ra cái bộ quần áo hoa lè loẹt của chị hay mặc ở nhà chị đứng chờ chờ trước dây phơi khi ánh trăng vàng vạc chiếu thẳng vào người chị hơi ngỡ ngàng trong giây lát ánh mắt hướng lên nhìn chị nhèn miệng cười cái cười của một kẻ sở hơi đến trăng mà cũng hiểu lòng của em kia à chị cứ lẩm bẩm cười cợt làm duyên nhưng ngân không để ý chuyện đó cái cô để ý là cái quần trên tay của chị Duyên đang cầm. Lời kể của bà Việt về chị Duyên giờ người bắt đầu hiện lên trong đầu của cô. Mẹ cô nói đúng. Chị ta đúng là bệnh hoạn. Trên tay chị ấy cầm là một chiếc quần đùi và một cái quần xì màu đen. Cô nhận ra chiếc quần đấy là của ông Thuận. Vì nhà chỉ có hai người đàn ông. Cái khùng ấy chỉ chuyên phơi đồ lót. Chẳng phải đồ của Khanh vì khanh hay mặc màu nổi. Ngân nhìn chăm chú từng hành động của chị. Sau khi đưa lên mũi, người chiếc quần và quần xì của ông Thuận, chị cho cả hai thứ ấy cất vào vùng kín của mình. Sau đó nhanh chân, chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại. Ngân chờ chị vào trong, rồi đứng ngay bên ngoài cửa sổ. Qua khe cửa, cô thấy chị ta đang nằm trên giường. Trên người chẳng có mảnh vải nào che thân, Trước mặt là ảnh của ông Thuận và bà Khuê Nhưng mặt của bà Khuê Đã bị duyên rạch nát Tay chị ta cầm chiếc quần xì của ông Thuận Rồi tự thủ dâm Nghe cái tiếng riêng gì khoái lạc Mà khiến cho Ngân dùng mình Chị ta Chị ta yêu ông Thuận Dù đợt trước nghe mẹ Ngân kể về Thấy cái việc chị ta cứ đứng trước dây phơi đồ nhà cô Rồi cầm quần đùi của ông Việt lên người nhưng cô không ngờ sau đó chị ta lại lấy đồ để mà thủ dâm nhìn đến đây thôi cô hiểu ra sự tình ngân chạy thẳng về phòng cô vừa đi vừa nôn nhưng không dám có tiếng động cô nghĩ đến cái cảnh chị tăng người sau đó liếm láp cái quần xì của người mà chị gọi là cậu khiến cho ngân lạnh tóc gáy chứng kiến cảnh tượng này cô vô cùng sốc không thể nào nghĩ rằng một người đi ở từ bé, giờ hơi không chồng, lại có thể có những suy nghĩ và hành động biến thái bệnh hoạn đến như vậy. Sau một hồi suy luận, thì có thể hiểu thế này. Vì trí tuệ lâu lâu không được bình thường, nên mẹ chỉ ta gửi gắm cho ông Thuận. Chị Duyên ở trong nhà ông Thuận đã lâu và nảy sinh tình cảm với cậu ruột của mình. Vì yêu cậu mình, cho nên khi bị bà Thuận đuổi ra khỏi nhà, chị ta hết sức van xin để được ở lại nhưng không thành. Đến khi được Ngân giúp đỡ sang nhà cô làm việc, thì năm lần bày lượt chị ta tìm cách về nhà ông Thuận. Nhưng mục tiêu chị ta muốn đẩy cô đi là gì chứ? Cô thực sự không hiểu được. Duyên ơi là duyên, từ một người thật thà, Ngân rất thương và quý mến, bỗng trở thành một người đàn bà hoàn toàn khác, khiến cho Ngân trở tay không kịp. Trong đầu Ngân bỗng có nhiều giả thiết cực kỳ. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc tất cả mọi người trong nhà đều thực sự sợ hãi. Cả đêm ấy Ngân không tài nào ngủ được. Đầu cô cứ suy nghĩ mãi không thôi. Liệu cái chết của bà Khuê ngày xưa có liên can gì tới bà Thuận hay là Duyên? Từ đầu qua mồm chị Duyên, Ngân chỉ nghĩ rằng chăm chăm là bà Thuận hại bà Khuê. Nhưng bây giờ, chị ta rất có động cơ, chứ chả chơi được đâu. Xét về đồ bệnh hoạn và gan lì, thì chị ta đâu có thua kém bà Thuận chứ. Ngân suy nghĩ lâu lắm, mới quyết định đánh liều. Chỉ trong ngày mai dỗ bà Khuê, Ngân phải tìm cho ra mọi chuyện. Hoặc có thể cô phải đánh cược cả hạnh phúc, thất bại, cô phải cuốn xéo khỏi căn nhà này. Sáng sớm hôm sau, Cô dậy để chuẩn bị đồ cúng Chẳng phải dậy sớm nhất Mà khi Thảo bà Thuận và Duyên Đã dậy từ lúc nào Như vậy lại càng tốt Càng có bằng chứng ngoại phạm Bà Thuận coi bộ cũng tình nghĩa quá Cứ tưởng bà không quan tâm đến chuyện thờ cúng vợ cũ Ấy vậy mà nhìn cách bà làm Cũng trang nghiêm, thành kính Ngân ngồi nhặt rau cùng với chị Duyên Còn bà Thuận và con Thảo ngồi trên bàn ăn Để sắp bánh trái ngân ở dưới nghe lòm được một cuộc nói chuyện của hai người của bà thuận nói với thảo giọng của bà đầy vẻ lo lắng năm nay may quá nhà mình có thêm người cho đỡ sợ năm nào dỗ bà khuê nhà mình cũng có một hiện tượng lạ lắm hiện tượng gì mà lạ hả bác ngân chưa cần thắc mắc thì cái thảo đã thắc mắc hộ cô rồi bà thuận nhìn trước ngó sau sợ sệt bà nói be bé, bé nhưng đủ để cho Ngân và Duyên dưới này nghe được. Này nhá, cứ mỗi lúc cúng xong, gió từ đâu tự nhiên thổi lớn lắm. Năm nào cũng thế, mà sợ hơn là là cái giường cũ, nó tự nhiên bốc cháy. Bà Thuận nói giật cục, mồm lắp bắp mãi không thôi. Bà nhìn như vậy mà cũng nhát cái, nhưng nghe có vẻ kỳ bí quá Cơ ngày dỗ lại cháy giường của bà Khuê Ư. Ôi dào, mẹ cứ khéo đùa. Năm nào nó cũng cháy. Thì tại sao nó còn nguyên được à mẹ? Con nằm ở đấy. Có thấy cái giường nào chắc chắn hơn cái giường đấy đâu? Ngân chêm vào. Cô muốn chọc tức. Già vờ không tin. Để cho bà có cái mà kể tiếp. Tao già đầu rồi. Tao còn nói điêu chúng mày làm gì? Không tin ấy trong ngày hôm nay. Mày cứ thử mà xem. Bà Thuận nói với cái giọng điệu rất hoàng sợ. Nỗi sợ này đã kéo theo bà từ năm này qua năm khác. Vị trí cũng thấp thoát vài chục năm rồi. Cũng khổ cho bà ta quá. Liếc qua duyên, Ngân thấy chị ta đang cười thầm. Nụ cười tuy không lộ ra bên ngoài, nhưng cái cánh mũi phập phồng, Cờ mặt giãn ra là hiểu rồi. Chị ta thấy bà Thuận, bị dọa ma thì mừng lắm. Nhưng ở đây lại bổ dọc theo hai vế Một là chị Duyên bị bà Thuận chèn ép Nên cảm thấy hả hê Còn vế sau Thì là chuyện ma quái Do chính tay của chị ta làm Càng ngày Ngân càng thấy Có người thâm hiểm Và ác như chị Duyên Nhưng mà cô cần thu thập thêm chứng cứ Chứ chỉ dựa vào suy luận Thì chưa đủ cơ sở Bà Thuận lo sợ Cứ lại nhà những câu chuyện Vì bà Khuê trước kia Ngân một mặt làm thân Nhưng mặt sau thì châm chọc Để cho bà ta nói ra nhiều câu chuyện khác Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng Vẻ mặt của Ngân nghiêm trọng Cô cứ vành tay lên Như là muốn cho bà Thuận giúp bầu tâm sự Ngân thở dài An ủi Mẹ đừng có lo Mẹ có hại bà đấy đâu mẹ lo cái gì Với lại Mẹ thay bà ấy Đẻ cho bố con Một người con trai Tài giỏi thế kia Hả cớ gì? Bà ta ghét mẹ chứ. Không đâu. Dù gì chắc chắn cái khuê nó hận mẹ. Dù lý do khách quan hay chủ quan đi chăng nữa thì mẹ là người đến sau cơ mà. Nó ghét mẹ là đúng rồi. Mày không biết chứ. Không chỉ có báo hiệu bằng cách làm cho cái giường nó tự nhiên bốc cháy đâu. Nhiều hôm ấy, phòng của mẹ còn có đom đóm nó bay vào hay là quần áo của mẹ tự nhiên có viết tay cào xé ghê lắm. Mẹ đi xem nhiều chỗ rồi Chỗ nào người ta cũng bảo rằng Là có cái chết ám mẹ Năm nào dỗ Mẹ cũng tự tay chuẩn bị đồ lễ Mong nó ở dưới suối vàng thứ tội Chắc nó cũng hiểu hay sao ấy Từ đấy không thấy quấy quả Nhưng mà cái giường Năm nào đến ngày dỗ cũng cháy Kiểu nó muốn dằn mặt mẹ Cảnh cáo mẹ đấy Bà Thuận sợ hãi đến mức nói xong Bà cứ phát hoàng Như kiểu điên khùng ví như ngày nào bà cũng hiền lành thì có phải tốt không ngân nghe xong câu chuyện thì đi ra trong đầu của cô chứa rất nhiều suy luận rắc rối trên đời này làm gì có ma có đúng không mà có ma đi chăng nữa thì chỉ là vô hình vô dạng người bình thường làm sao mà thấy được huống hồ bà thuận kể rằng làm cháy giường vãi lên quần áo của bà dằn mặt cũng có thể do bà biết cướp chồng người khác là sai trái cho nên khi bà khuê chết, bà luôn có một nỗi niềm dai dứt và ân hận, cho nên luôn luôn liên tưởng ra rất nhiều điều kinh dị, khiến bản thân luôn sống trong sợ hãi và hoang mang. Khánh hôm nay vẫn đi làm, chỉ có ông Thuận và một đống đàn bà ở nhà. Cúng chay xong, cả nhà chỉ ăn cơm rau dưa bình thường, còn cỗ thì để đến tối. Gọi là cỗ đấy, nhưng chỉ có mấy người trong nhà chẳng bao giờ mở rộng. Một là bà Khuê là vợ cũ mất tích, chưa rõ còn sống hay đã chết. Chỉ có lấy ngày bà đi, làm ngày dỗ thôi. Thứ hai là bà Thuận, chỉ là làm lẽ. Nếu như làm dỗ mà mở rộng ra, thì bà ấy chắc chắn là không thích rồi. Ông Thuận cả năm, hôm nay mới được lấy ảnh của vợ cũ ra ngắm nghĩa. Ông đến phòng và bảo chị Duyên đưa cho ông một cái ảnh chân dung của bà Khuê để làm ảnh thờ. Nghĩ cũng buồn cười, cả năm chẳng thờ cúng, giờ đến ngày rỗ lại mò lấy ảnh. Hết ngày hôm nay thì ảnh của bà Khuê lại đưa cho Duyên, cất vào hòm. Đã chết trẻ rồi, lại chẳng được thờ cúng tử tế. Ngân đứng cạnh làm tay sai vặt cho ông Thuận, lúc thì đi lấy cái này, lúc thì đi lấy cái kia. Ông vừa làm vừa tâm sự với con dâu bà khuê ngày xưa bà ấy đẹp lắm bố thì lại không có cái gì ấy vậy mà cứ theo bố về làm vợ sướng sướng một tí thì vợ chồng lại không có con bây giờ thì vậy lúc bà ấy mất tích như thế nào hả bố tại sao bố lại không đi tìm ạ à? ông thuận thở dài tay lau tấm ảnh vợ sau đó giọng của ông âm trầm ngày hôm ấy bố với bà ấy cãi nhau có cả bà thuận lúc ấy cũng ở nhà lúc tức giận bố bỏ đi uống bia đêm tối về thì không thấy bà ấy đâu bố có hỏi bà thuận thì bà ấy nói rằng bà khuê ra ngoài ngay từ lúc bố bỏ đi tất nhiên là bố đi tìm chứ thậm chí bố còn đăng lên tivi công an vào cuộc tìm kiếm nhưng bất thành con ạ à ông thuận cứ chậm rãi kể như vậy lời kể thực sự khớp với chị duyên đã kể lại ngân Minh ngập ngừng hỏi tiếp bố à con nói ra câu này bố đừng giận con có khi nào bố nghi ngờ mẹ thuận có liên quan đến cái chết không ạ không đâu con bố tin là như thế vì mẹ thằng khanh nó đánh đá chỉ được cái nói mồm thôi chứ bà ấy nhát lắm dọa một tí là đái ra quần rồi Huống hồ Đây là một mạng người Ngân gật gù ra vẻ hiểu chuyện Dù nói thế nào đi chăng nữa Ông Thuận cũng rất tin vợ Cô mới nói thêm Thế còn cái chuyện chiếc giường Cứ đến đêm rỗ Lại cháy thì sao hả à, bố Bố có suy nghĩ gì không ạ à? Việc này đúng là bố không rõ Nhưng Không phải năm nào cũng bị cháy giường Năm đầu tiên ấy, Có thấy cháy đâu Đến sau này thì năm nào cũng bị. Có năm gần đến ngày rỗ, bố có lắp camera theo dõi, nhưng đột nhiên nó lại hỏng. Con nghĩ thử mà xem, trùng hợp nhiều như thế, chỉ có là ma thôi. Ngân ổ lên một tiếng, quả nhiên là có sơ hở, nhưng cô cần kiểm chứng thêm một lát. Sau khi phụ ông chuẩn bị bàn cúng, Ngân lặng lặng ra ngoài. Khi đi qua gian bếp, cô thấy bà Thuận đang ngồi kể chuyện với con Thảo ở đấy nhưng tuyệt nhiên không thấy Duyên ở đâu. Cô bình tĩnh, cô đi ra ngoài sân như chả có chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ đã là 7 giờ tối, mọi khi nhà ông Thuận rất ít thắp đèn ngoài sân, ngoài vườn vì sợ tốn điện. Nhưng hôm nay, điện được bật sáng trưng từ trong nhà ra ngoài ngõ, đến cái nhà kho ẩm thấp cũng được thắp nhang cẩn thận, như một hình thức dọi sáng cho người đã chết về nhà. Đứng trước cửa nhà kho, có vô vàn tiếng động lạ trong đó Cô nhòm vào trong nhưng lại không có ai Ngược lại bốc ra một mùi gì đấy rất lạ Giống như mùi nhũ hay là sơn dầu Ngân đầy cửa bước vào Quả như dự đoán Thấy Duyên đang hí hoái sơn lại cái giường cũ của bà Khuê Chị ta mải mê đến độ Không nghe thấy tiếng kéo cửa bước vào Giờ thì Ngân hiểu rồi Rút điện thoại ra Ngân bấm phím Nhanh chóng sau đó cho vào túi áo đề phòng cần đến để không thể nào bỏ lỡ những manh mối quan trọng chị duyên muộn rồi chị không lên nhà cúng khấn chị làm cái gì ở đây thế này chẳng phải chị rất thương bà khuê à duyên nghe thấy tiếng của ngân ở đằng sau thì giật mình thon thót nhìn thấy ngân tuy chị ta sợ đấy nhưng lại lấp liếm một cách tinh vi tuổi có chứ Tôi xuống đây xem giường Có cái gì bất thường không ấy mà Mọi năm Mợ tôi khiến cho nó bốc cháy Ai làm cái giường bốc cháy cơ Chị nói mợ khuê á Hay là chị làm Ngân mặt vẻ ngây thơ Thật thà Lại khiến cho Duyên thêm hoang mang Chị ta cười trừ Sau đó nói làng sang chuyện khác Cô thứ lỗi cho tôi Tôi bỏ về đây mà không báo trước chỉ vì tôi muốn về đúng ngày rỗ của mợ. Tôi sợ cô không cho. Nên lúc xảy ra ẩu đà, tôi không đứng ra để thanh minh, giải thích gì cho cô được. Để cho cô chịu ấm ức. Tôi thực lòng khó xử lắm. Ngân nhách mép cười một cái. Chị Duyên hấp ơi là chị Duyên hấp. Chị đúng là khôn hơn người. Chứ hấp cái mẹ gì. Ngân bây giờ không úp mở. Cô chơi bài ngửa luôn để cho chị ta lật mặt. Tiến tới cái giường cũ, Ngân dí mũi vào người, giọng cười cười, Ngân lên tiếng hỏi. Công nhận, chị thương bà khuê quá nhỉ? Nếu bà ấy sống, chắc là chả để cho chị thiệt thòi đâu. Chị hợp với bà ấy đến nỗi, bà ấy báo chị sơn lên giường của bà ấy. Chị định dọa ai? Nhắm có vẻ như Ngân đã biết được chuyện gì, Duyên mới nhíu mày, hỏi thẳng luôn. Cô muốn cái gì? Cô muốn nói cái gì? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của chị ta mà xem, nãy còn thật thà, bây giờ bắt đầu hiện nguyên hình rồi. Ngân chơi bài liều, đi đến cầu chốt. Tôi biết thừa chị đã giết bà Khuê. Chị định qua mặt tôi? <laughs> Dễ gì? Chẳng qua tôi thương chị, tôi không muốn can thiệp, nhưng chị quá sai rồi. Yêu cậu ruột mình thì hay ho chỗ nào hả? nghe thấy ngân nói những câu chắc chắn, duyên sợ xanh mặt, chị ta giật mình thon thót, sắc mặt, lúc thì tái xanh, trông rất đáng sợ. nhưng dễ gì mà chị ta nhận chứ? duyên chối bay chối biến. cô, cô nói năng cho tử tế, đừng có mà đổ tội cho người hiền lành. cái gì mà yêu cậu ruột, cô bị điên à? mợ tôi chết thì liên quan quá gì tới tôi? đúng là già mồm thật sự. Ngần tiền đến rồi lấy bàn tay dính đầy sơn của chị ta. Cô giải thích. Chị đúng là đóng kịch hay thật đấy, lừa được bao nhiêu người trong ngôi nhà này. Nhưng rất tiếc, chị lại không lừa được tôi. Chị đang sơn lại cái giường, hòng chỉ để muốn cho nó cháy hết cái phần sơn dầu bên ngoài thôi. Tôi nói không nhầm, thì năm nào chị cũng sơn có đúng không? Chị chỉ muốn nó cháy bùng lên. Nên chiếc giường này chắc chắn sẽ còn nguyên vẹn. Hàng năm cứ đến ngày rỗ, chị lại mang cái giường này ra để đốt cháy. Với mục đích dằn mặt bà Thuận. Và muốn nhắc nhở ông Thuận không được quên cái chết của bà Khuê. Chị muốn đổ tội cho bà Thuận rằng chính bà ta giết. Nhưng bất thành. Thêm nữa, chị ghét bà ta. Hay ra tay hành hạ chị. Chị muốn nhân cơ hội để xử bà ta những vết bẩn ở quần áo hay dấu vết mà bà thuận cho rằng là có ma của bà khuy hiện về là do chị làm chứ gì đơn giản chị muốn tống cổ bà thuận đi để một mình độc chiếm ông cậu của mình nhưng đen cho chị là ông thuận yêu bà ấy rất nhiều một mực ra sức bảo vệ cho bà thuận còn tối qua ấy, tôi cũng thấy chị làm gì với quần áo của ông thuận rồi chị đừng có để tôi phải nói ra duyên không nói năng gì chị ta cúi gằm mặt bao nhiêu điều ngân nói ra đều trúng phóc của cô ngân bước lại gần dùng lời lẽ tử tế để dỗ dành kẻ sát nhân chị là một người hiền lành thông minh xinh đẹp hà cớ gì phải thích một người có vợ mà người đấy lại chính là cậu ruột của mình cơ chứ nghe xong câu đạo lý của ngân chị ta cười như điên ánh mắt bệnh hoạn lại hiện lên trên khuôn mặt Chị ta thú nhận Ngân nơi là Ngân Cô thực sự rất thông minh Cuối cùng thì cô phát hiện ra bí mật của tôi Tôi đánh giá cô thấp rồi Mấy hôm trước Tôi nghĩ đến việc Cô sẽ tò mò mà điều tra chân tướng Cho nên tối hôm ấy khi mà cô đánh nhau với cái thảo Tôi cứ ngỡ rằng Mộ thuận sẽ tống cổ cô đi Và cô sẽ không về ngôi nhà này Tôi biết sớm muộn gì Tôi sẽ làm nhưng lại không che đậy được nhưng thật không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy tôi khâm phục cô khâm phục cô thật đấy dù gì cô cũng biết tôi chả có cái gì để giấu nữa đúng chính tôi đã giết bà khuê đấy tôi thừa nhận chị duyên cứng rắn thừa nhận nhưng ngân lại xót xa vô cùng ngân thường chị ta vì chị ta chỉ là một cô gái nông thôn quê mùa vì tình yêu mù quáng mà dại dột. Nhưng có vẻ cho đến tận bây giờ, chị ta không hề ân hận hay ăn năn gì hết. Nhìn khuôn mặt của Ngân có vẻ buồn, nhưng chị ta vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Chính bản thân của chị ta cũng không thấy điều mình làm là ác. Đi xung quanh Ngân, chị ta chậm rãi lên tiếng. Trước lúc mụ thuận về đây, thì tôi có cuộc sống rất bình thường. Được yêu cậu Thuận Dù là đơn phương Nhưng tôi thật sự rất mãn nguyện Vì chỉ có cậu là yêu thương mẹ con tôi kêu mang tôi, nuôi nấng tôi Và đặc biệt Chỉ có cậu nghĩ tôi là một đứa con gái bình thường Không phải là một đứa bị sở hơi Như các người Vẫn thường nghĩ Rồi đến khi mụ Thuận được đón về Để tiện việc chữa bệnh cho bà quê Thì bà ta Bảo chú tôi là đuổi tôi về quê mặc cho tôi van xin hết sức. Lúc chờ tôi ra bến, tôi nài nỉ, cuối cùng bà ta động lòng thương, nhưng lại chở tôi ra một quán của người quen, bán đồ ăn để bắt tôi làm việc ở đó. Nhưng chắc chắn bà ta không nói cho cậu tôi biết. Thôi thì cũng được, tuy hơi xa nhưng mà cùng tỉnh, tôi sẽ luôn luôn nhìn cậu để nhớ về cậu. Nhưng đúng là ý trời mộ thuận vào thì ông cậu và bà ấy bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn đỉnh điểm là hôm ấy ông thuận bỏ đi và bà khuê cũng đi ra ngoài lúc chập choạng tối đi giao cơm tôi thấy bà ta đi lang thang ở ngoài đường nên tôi đã bắt chuyện hỏi ra mới biết bà ta và ông thuận gây nhau chúng tôi đi đến khúc cua chỗ ngoại thành ít người lui tới bà ta nói đã biết rằng tôi thích ông thuận bà ta cấm tôi không cho tôi được nhớ nhung gì ông ấy thật là nực cười bà ta không đẻ được lại cấm người khác không được bén màng đến chồng mình sao cô nói xem có phải là quá tham lam không và cuối cùng tôi và bà ấy đôi co bà ấy định bóp cổ tôi nhưng tôi né được và bà, bà ta tự trượt chân ngã xuống vực cái vực không sâu nhưng ít người lui tới tôi đã tìm cách xuống đấy và thấy mụ ta còn sống tôi định chạy đi rồi nhưng nghĩ lại nếu như mụ ta còn sống và tìm cách báo cho cậu tôi chắc chắn mụ ta sẽ nói rằng tôi đã cố tình giết mụ ta và công khai chuyện tôi thích ông ấy như thế chẳng phải cậu tôi sẽ ghét tôi sao cuối cùng tôi đã cầm lấy cục đá gần đó tôi đập mụ ta cho đến chết tôi quăng mụ ta vào trong hang tôi lấy lá cây đậy lên rồi tôi ra về vì tôi giao cơm hộp Chỉ trong khoảng thời gian đấy Cho nên tôi phải về Đến hôm sau tôi dựa vào lúc đi giao Tôi lại nhảy xuống đấy Tôi lấy con dao mang theo Xả thịt của mụ Lọc lấy xương quăng xuống cái hồ gần đấy cho cá ăn Cô biết rồi đấy Nếu như để nguyên xác mà quăng xuống hồ Vài hôm sau nó sẽ nổi lên Lúc ấy tôi sợ Tôi không thể nào tránh khỏi tội Nhưng với cách này Thịt ra đằng thịt xương ra đằng xương. Thịt thì cá ăn hết, còn xương thì chìm ngìm dưới đáy, không bao giờ ngoi lên được. Đêm hôm ấy, như trời hiểu lòng tôi, chút mưa rất to, xóa sạch những dấu vết ở đấy. Tôi đã nhắm rằng, việc vợ mất tích ông Thuận sẽ rất buồn, chưa kể việc nhà thì nhiều, nên cậu tôi sẽ đón tôi lên. Nếu như thế, cậu của tôi mãi mãi là của tôi nhưng thật không ngờ. Con đĩ thuận nó đã ra tay trước làm cho nó có chừa rồi bắt cậu phải phục tùng nó. Vài tháng sau tôi được cậu gọi lên nhưng chỉ để phục vụ con đĩ ấy bám con. Tôi thực sự tôi thực sự không hiểu nó đã cho cậu tôi uống bùa mê thuốc lú gì. Nhưng mà thôi, vì cậu tôi phải nhịn. Nhưng chừng nào nó còn trong ngôi nhà này, chừng đó tôi không bao giờ để cho nó yên. Ngân rụng rời khi nghe lời thú nhận của một con người, mang tiếng là dở hơi. Nhưng lại có những cái suy nghĩ giết người, phi tang, tinh vi như vậy. Một người khôn ngoan, khó lòng có thể tưởng tượng ra. Cô bàng hoàng, tay vịn vào bức vách, hơi thở dốc như vừa trải qua một cú sốc thật sự. Nếu là Ngân, chỉ bảo cô đụng vào xác người chết, cô cũng chạy rồi. Huống chi là duyên, đập người ta đến chết, rồi lạnh lùng ngồi dóc xương, dóc thịt, để quẳng hết xuống sông. Chị Duyên thật thà ngờ nghịch ngày xưa đâu rồi, mà giờ chỉ còn lại một con người ác quỷ hiện nguyên hình thế này. Ngân lắc đầu, cô không biết nói gì hơn. Một con người với cái tình yêu mù quáng với cậu của mình đã khiến chị ta thao hóa, biến chất cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Ngân đủ hiểu rằng, nếu chị cứ u mê, cứ mù quáng với cái tình yêu đơn phương này, rất có thể người tiếp theo chết sẽ là bà Thuận. Và không chỉ có thế, sẽ là những người đàn bà tiếp theo nếu như cứ bén mảng đến gần ông Thuận. Chị Duyên, em biết chị là người tốt. Không những thế, chị lại rất xinh đẹp và thông minh. Chị xứng đáng được hưởng một cuộc sống tự do với người chồng đàng hoàng và tử tế. Còn ông Thuận, chị biết dù thế nào đi chăng nữa, xã hội này không bao giờ ủng hộ chị. Chị biết mà, kể cả có đồng ý, chị ăn nói như thế nào với mẹ già ở quê đây. Hơn nữa, chị làm giúp việc thế này, chịu đủ sự hành hạ của họ, thì việc gì chị phải khổ sở như thế. Ngoài kia biết bao nhiêu người đàn ông trông chờ và yêu một người phụ nữ đảm đang giỏi giang như chị. Chị Duyên, Chị nghe em Chị đi đầu thú đi Em sẽ giúp chị làm lại từ đầu Cứ tưởng rằng những lời chân thành của Ngân Sẽ làm cho chị Duyên tỉnh ngộ Nhưng đời nào Một người đàn bà nặng nề tình nghĩa suốt chục năm Chẳng bao giờ từ bỏ Chị ta lại cười Nhưng xen lẫn đó Là những giọt nước mắt cay đắng và xót xa Nếu là ngày xưa Tôi nghe được những lời tử tế này chắc chắn tôi không làm như thế đâu nhưng cô làm sao mà hiểu được cảm giác nó mãnh liệt như thế nào tôi thực sự tôi muốn ở với cậu tôi cái suy nghĩ ấy nó len lỏi cả vào trong giấc ngủ của tôi trong mơ tôi thèm khát được làm tình thèm khát được âu yếm như những cặp đôi khác mỗi ngày chỉ cần cậu chạm vào tay của tôi dù cố ý hay là vô tình thì cả đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được Tôi yêu cậu đến chết tiến điên dại Mà cô thì hiểu cái đếch gì Thứ lỗi cho tôi Vì tôi bán đứng cô Tôi biết Cô là người tốt Nhưng nếu như tôi không làm như thế Cô sẽ điều tra hết về tôi Và đấy Cô biết tất cả rồi còn gì Duyên một mực khẳng định lại thêm một lần nữa Rằng tình yêu của chị và ông Thuận là thật lòng Ngân phản đối cắt đứt sợi dây hy vọng của chị duyên chị định yêu thầm thế này đến khi nào đây chị định giết chết thanh xuân của một người con gái trong giam cầm mà ông thuận có cái gì hay ho để chị đánh cược như vậy chứ tại sao lại không cô thì biết cái gì cậu ấy cũng thích tôi lắm tôi nói cho cô biết có lần cậu ấy còn sờ cả đồ lót của tôi đấy cậu còn len lén hé cửa xem tôi đang làm cái gì đấy Chẳng qua vì con đĩ thuận độc ác này trói buộc cậu thôi. Cho nên chúng tôi không đến được với nhau. Nếu không vì nó xuất hiện, chắc chắn giờ này người nằm chung giường với cậu không ai khác. Chính là tôi. Chính là tôi đây này. Đôi mắt của Duyên bắt đầu nổi lên gần máu. Bây giờ chị ta không còn bình thường được nữa rồi. Duyên bắt đầu run lên và mất kiểm soát. Không được, cô phải ngăn chị ta lại không thể để cho chị ta tiếp tục điên cuồng như vậy được duyên à chị nhầm rồi ông ấy chỉ yêu bà khuê thôi sau này bà ấy chết thì bà thuận mới là người thay thế chị làm gì có cửa chứ chị dở hơi như thế ai mà thèm yêu chị chị tỉnh táo lại đi không ai thích một đứa quê mùa như chị này cô đừng có nói láo con thuận ấy có cái gì mà yêu trong khi nó còn xấu hơn cả tôi. Tôi thừa biết, nó cho cậu ấy uống bùa mê. Cô tin tôi đi, cái bột cà phê cậu hay uống, thực chất là bùa chú. Chứ cậu tôi giỏi giang phong độ là thế, không đời nào yêu một đứa cóc ghẻ như nó. Đã có lần tôi nhìn thấy, nó pha chế cái thứ gì đó, nhìn giống như rác vậy, đưa cho cậu tôi uống. Vì đó là bùa mê, nên chỉ cho mỗi cậu tôi uống mà thôi. Nếu như cô không tin tôi, cô có thể tự đi mà điều tra ngân nghe xong nửa tin nửa ngờ nhưng chuyện đấy không cấp bách bằng chuyện bây giờ chị luôn tìm cách hãm hại và muốn chiếm ông thuận làm của riêng cho mình ngân phản bác tôi không tin chị bị điên thật rồi chị không nghe tôi tôi sẽ không chị em với chị nữa còn những điều tôi khuyên là chỉ vì tôi muốn tốt cho chị nếu chị còn suy nghĩ như vậy Tôi chỉ còn cách mang chuyện này đi nói với cậu của chị để xem lúc ấy ông ấy còn yêu thương chị không. Trái với suy nghĩ ban đầu rằng Duyên sẽ ngoan ngoãn và không còn hung hãn. Nhưng chị ta lại cười như điên như dài. Con người gầy gò với những đường gân xanh. Cô vừa nói cái gì cơ? Cô nghĩ xem ai tin cô. Cô nói cái là ông bái tin chắc cô thừa biết con mụ thuận nó ghét cô như thế nào vì tôi biết rằng mụ ấy chả ưa gì cô cho nên cô nói gì đi chăng nữa thì bọn chúng sẽ càng ghét cô cô tin tôi đi vạch trần tôi cô chả được lợi lộc gì nếu như cô thương tôi thì hãy xem như chưa từng nghe những gì mà tôi vừa nói tôi không thể bao che cho chị được tôi không làm được được thôi đấy là do cô chọn Tôi không ép. Nếu như thế thì duyên cười nhếch mép. Như thế chị ta thừa biết Ngân sẽ không chịu hợp tác với mình và duyên có đủ cách giải quyết đang được sắp xếp sẵn trong đầu. Phải nói chị ta khôn quá, chưa dạy cái gì chỉ vì yêu mà mù quáng. Thật tiếc cho một đời con gái, Chả có hướng nào gọi là tương lai. Nói nửa câu lấp lửng, Ngân còn chưa hiểu hết ý đồ của câu nói thì Duyên lúc này ngoái cổ lên nhà, giọng thất thanh gọi lớn. Cậu ơi, mợ ơi, xuống đây mà xem này, cô Ngân, cô ấy đốt giường của mợ khuê. Giật lời, Duyên rút cái bật lửa trong túi áo, rồi châm một mồi vào cái giường gỗ, đã cũ nát rồi. Giọng chị ta hả hê. Này, láo với ai cũng được, nhưng mà đừng bao giờ láo với con Duyên này. Nói xong chị ta chạy sồng sộc lên nhà vò đầu xe áo cho rũ rượi bẩn thỉu Như vừa có ai đánh chị ta Thừa sống thiếu chết Vừa lên đến nhà Chị ta ngã lăn ra nhà Rồi ông Thuận quay lại đỡ chị ta Nhanh như cắt Duyên ngả đầu vào lòng của cậu mình Hít hà cái mùi đàn ông quen thuộc Mà chị ta từng mơ ước Ngân đứng sững trong nhà kho Và thừa hiểu chị ta muốn cái gì Chẳng có gì khác ngoài chuyện Chị ta muốn đổ hết tội lỗi lên cho cô. Tất nhiên nếu đầu cô không nảy số, chắc chắn mọi người sẽ bị chị ta lừa gạt. Ngân định bước ra khỏi nhà kho ẩm thấp. Nhưng thực sự cô không tài nào nhấc nổi chân. Chiếc giường cũ, mọi năm nghe người trong nhà kháo nhau, nó chỉ cháy hết phần sơn ngoài, còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà Ngân bần thần, ngày hôm nay nó đang cháy hết, cháy rụi chờ khung, Lửa bắt đầu rất nhanh vào các nan tre Rồi cứ như vậy ngùn ngụt bốc cháy Ngân nhìn cái giường Kỷ vật cuối cùng giữa vợ chồng ông Thuận và bà Khuê Bị lửa nốt trọn Nhưng cô chợt nhận ra Trong biển lửa bập bùng Một khuôn mặt lấp ló dần hiện hữu Đây chính là khuôn mặt của bà Khuê Bà Bà muốn nói gì với tôi Ngân nhíu lông mày nhìn kỹ Nhưng không còn nhìn thấy gì nữa trong giây phút ngắn ngồi, đầu ngân bỗng chợt nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ bà Khuê nhìn thấy, sẽ luôn ủng hộ cô. Thứ lỗi cho tôi, tôi cần dựa vào bà. Vừa dứt lời, chân cô tự dưng lao nhanh đến phía ngoài cửa, nơi ấy có cái cầu dao. Tay cô đưa lên dập lên dập xuống ba lần, đèn điện từ trong nhà ra ngoài sân, đều chớp tắt liên tục. Còn tiếp theo đấy, cô cứ như vậy mà liệm đi, chẳng hề hay biết gì nữa Ngân ơi, Ngân, Ngân ơi, còn tỉnh dậy rồi chứ? Còn có đau hay chóng mặt gì không? Mẹ lấy cho con cốc nước nhé. thấy con gái tỉnh dậy, bà Việt mừng chảy nước mắt. Ngân ngủ được hơn một ngày rồi, khi tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu đau như búa bổ. thấy mẹ ngồi cạnh, cô cũng yên tâm phần nào. cô lên tiếng hỏi mẹ mẹ tại sao con ở đây ạ à? nhìn con gái của mình xanh sao vàng vọt bà việt thương con vô cùng bà nhắc lại cho con nhớ con không nhớ cái gì à bố chồng con bảo con đứng trong nhà kho rồi bị vợ cũ của ông ta người đã chết tên là khuê hay cái khuê gì đấy nhập vào người con đấy cái gì à mẹ con bị bà khuê nhập ạ à? Ngân mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ mình. Cô dày chán để cô nhớ lại tối qua. Đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ đến đoạn chị Duyên kể về cách chị giết bà Khuê như thế nào. Sau đó chị ta chạy lên nhà hòng muốn đổ oan cho Ngân. Rồi người cô cứ nặng. Hai vai cô như có ai đó ngồi lên trên đó. Cô chỉ nhớ đến đấy thôi. Và ngoài ra cô không còn biết gì nữa. Khi mọi người chạy đến đang thấy Ngân ngồi thu lô trong góc bên cạnh cái giường đang cháy ngùn ngụt, ngụt bên cạnh duyên vẫn đang leo lẻo khóc thút thít Còn không biết tại sao cậu ơi cô ấy nói rằng sẽ đốt cái giường này đi còn cản cô ấy nhưng không được cô ấy còn đánh con ạ à. cả nhà nghe thấy duyên nói thì bức xúc nhất là ông thuần cứ hễ ai động đến đồ của vợ là y như rằng cho dù cô là một người ông rất quý nhưng ông cũng không thể nào dung túng chuyện này cho con dâu được. Cả nhà vào đến nơi, thấy Ngân ngồi thù lù một góc. Tóc của cô xã rũ rượi đến quá cằm. Cô đàn tay vào nhau như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong xó bếp. Chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt của Ngân đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc. Ông Thuận đi đến gần, khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ. Ngân, tại sao con dám làm như thế này? Còn có biết rằng là bố rất quý trọng chiếc giường này không? Quý trọng ư? Ừ. Ông quý trọng để làm gì? Người chết chưa được một tháng. Ông rước người mới về. Ông có còn tình nghĩa gì với tôi đâu? Ngân vẫn ngồi đó, trả lời như một cái máy vô hồn, khiến cho ông Thuận đã ức, nay còn giận cô hơn. Mụ Thuận lúc này đứng bên con Thảo, liền nhách mép, rỉa móc. Đấy, Tôi bảo với ông mà Con này á chẳng phải là loại vừa đâu Nó toàn đâm ngấm ngầm sau lưng Năm lần bảy lượt Thế mà ông cứ tin nó giường cháy hết rồi Thế là hết cái kỷ với cái trả niệm rồi Nghe bà Thuận nói Ngân ngước mắt lên nhìn Đôi mắt có những đường gân máu Đang đỏ ngầu lên Cô thản nhiên trả lời Chẳng phải là mày Luôn muốn đái cái giường này Càng sớm càng tốt sao Bây giờ nó cháy hết rồi Tọa nguyện mày chưa Bà Thuận tức muốn nổ mắt Vì câu nói mất dạy của con dâu Đấy Bây giờ Ngân còn dám xưng mày tao với bà cơ mà Bà Thuận sắm tay áo Liền tới định túm lấy tóc của Ngân Nhưng cô nhanh hơn bóp cổ Chỉ với một tay Ngân nhấc bồng cả người của bà Thuận lên Nhẹ như một túi bông Ngân nghiến răng, nghiến lợi. Mày biết tao là ai không? Mày nhận ra tao là ai không hả con phò này? Bà Thuận bị nhấc lên, chân tay vùng vẫy, bà ta đang hết sức khó thở. Muốn thoát khỏi Ngân nhưng không thành. Mọi người nhìn nhau hoàng sợ, nhưng không ai dám lại gần. Bởi vì bây giờ, Ngân như hoàn toàn xa lạ. Còn ơi, có cái gì từ từ nói? Giết người con phải đi tù đấy. Phải đấy Ngân Em thả mẹ xuống đi Những lời khuyên ngăn cứ liên tục được gửi tới Ngân Ngân buông bà ta ra Ngã lan cảnh ra đất Mụ ho sụp sụ Thở hồn hển không ra hơi Khuôn mặt cô bây giờ hoàn toàn trắng bệch Mắt đỏ lừ lên Nhìn từng người một Trong đấy có duyên Ngân mới lên tiếng hỏi à Duyên đây à Con có còn nhớ mợ không Là mợ khuê của con đây còn nhận ra mợ chứ. Cả đám người hết sức bàng hoàng và sườn sốt trước những lời nói của Ngân. Bắt đầu có những suy nghĩ lóe lên trong đầu mỗi người rằng Ngân đã bị ma nhập. Nhất là Duyên. Chị ta tái mặt, nhưng giữ bình tĩnh lạ thường. Bởi vì chị ta vẫn ngờ ngợ rằng không biết có phải bà khuê nhập thật hay là do Ngân đóng giả vờ để bày trò chơi lại Duyên. Chị ta vẫn tin rằng Ngân rất thông minh và chuyển đổi tình thế dễ dàng. Cho dù thế nào, chị ta vẫn hết sức bình tĩnh. Ông Thuận cứ đứng như chờ chồng nhìn Ngân, mặc cho bà Thuận đang bò lồm ngồm, bán sống bán chết mà chạy lại, núp sau lưng của đứa con trai mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chồng tôi là người thiên hạ của tác giả Giao Ninh. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này, Tâm An cảm thấy à, thì ra chị Duyên trong ngôi nhà này có quần khúc rất là lớn, chính chị Duyên là người đã giết hại bà Khuê. Vậy còn bà Thuận thì sao? Sau những tập vừa qua chúng ta luôn luôn thấy rằng bà Thuận là một người mẹ chồng vô cùng ghê gớm và đanh đá, bà đang dùng mọi thủ đoạn để có thể cướp được trái tim của ông Thuận. Vậy thì bà lại không phải là thủ phạm để giết chết bà Khuê, nhưng lại cũng chính là một người đàn bà xen chân vào gia đình hạnh phúc của người khác. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hy vọng rằng những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này sẽ khiến cho chúng ta có thể đưa ra một giải pháp rằng bà Thuận hay là Duyên chính là thủ phạm giết chết bà Khuê. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.